Trong video này thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách phân quyền để các bạn có thể thêm những nhân sự khác trong đội ngũ của mình vào quản trị trang web. Xin chào các bạn, rất là vui khi được gặp lại các bạn trong video clip này. Mình là Nguyễn Minh Phụng. Có bao giờ các bạn cảm thấy là mệt mỏi khi mà tự mình làm tất tần tật trên website của mình không? Và các bạn đang có những nhân sự khác và các bạn mong muốn họ có thể góp một tay để có thể phát triển nội dung trên website của mình, hoặc là đưa vào cái quy trình để từng nhân sự có thể làm những cái công việc khác nhau trên website. Thì hôm nay trong video này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách để chúng ta có thể phân quyền và thêm những nhân sự khác vào quản trị website của mình. Đầu tiên thì các bạn cần phải đăng nhập vào trang quản trị của website. Trong video trước thì mình đã hướng dẫn các bạn cách đăng nhập vào website rồi, và nếu như các bạn chưa biết cách thì hãy xem lại video đó. Sau khi đăng nhập xong thì các bạn sẽ cần tìm một cái mục, đó là mục thành viên, và các bạn sẽ chọn là tất cả người dùng. Tại giao diện này thì các bạn sẽ thấy được tất cả những người dùng đang quản trị website của mình. Thì ở đây thì chúng ta chỉ có một tài khoản thôi, đó là tài khoản admin. Như vậy, để chúng ta có thể quản trị được tốt cái website của mình thì các bạn hãy kiểm soát những nhân sự này, những tài khoản này, và khi ai đó nghỉ việc thì các bạn có thể đổi mật khẩu đi để họ không có thể truy cập vào được nữa. Kiểm soát cho kỹ cái phần này nha các bạn. Ok, bây giờ thì chúng ta sẽ tiến hành thêm nhân sự khác vào quản trị website của mình nào. Thì các bạn để ý chúng ta sẽ có một cái nút gọi là nút thêm mới. Các bạn sẽ bấm vào đây, thêm mới. Tại giao diện này thì các bạn sẽ cần điền tên đăng nhập, ví dụ như là quản trị email, các bạn điền email vào. Các bạn có thể điền tên vào, nếu có website thì điền vào. Rồi, ngôn ngữ, mật khẩu, các bạn có thể là để mật khẩu mặc định giống như thế này và gửi cho họ, hoặc là các bạn có thể điền một cái mật khẩu giống như thế này, đó có chữ hoa, chữ thường, các thứ. Các bạn điền mật khẩu nó nhiều lên đó, thì các bạn điền cái mật khẩu, sau đó các bạn sẽ chọn cái quyền, cái quyền của cái người này. Ở đây chúng ta sẽ thấy cái chữ vai trò nè. Ví dụ ở đây thì chúng ta sẽ có cái quyền là quản lý, là cái quyền cao nhất trên website này. Thì họ sẽ có cái giao diện quản trị giống như chúng ta và thấy được tất cả các chức năng của website. Nếu họ chỉ là biên tập viên để viết bài thôi thì tới một bài viết thôi thì các bạn sẽ chọn là quyền là biên tập viên. Nếu họ là những người là tác giả sáng tạo nội dung thì các bạn sẽ chọn là tác giả. Cộng tác viên thì các bạn sẽ chọn là cộng tác viên. Thành viên đăng ký thì đây là cái thành viên bình thường thôi, không có quyền gì hết. Nếu là khách hàng thì các bạn sẽ chọn là khách hàng. Nếu người này đảm nhiệm vai trò là quản lý việc bán hàng, việc thêm sản phẩm, việc kiểm tra đơn hàng thì các bạn sẽ chọn là quản lý cửa hàng. Nếu người này quản trị về mặt sale, SEO, tối ưu bộ máy tìm kiếm ở trên website của bạn và đây là người quản lý thì các bạn sẽ chọn là sale manager. Còn cái người này họ chỉ đóng vai trò là một người làm sale thôi, làm SEO thôi, thì các bạn sẽ chọn là sale editor. Thì tùy cái vai trò, cái vị trí trong quy trình của bạn thì bạn sẽ chọn cái quyền nào sao cho phù hợp. Thì ở đây giả sử mình sẽ chọn cái quyền cao nhất là quyền quản lý, và sau đó các bạn sẽ bấm là thêm người dùng mới. Sau khi thêm xong rồi thì các bạn hãy cung cấp cho họ cái email và cái password mà bạn đã đặt để họ có thể truy cập vào trang web này. Ok, trong video này thì mình đã hướng dẫn xong cho các bạn cách các bạn phân quyền thêm những nhân sự khác vào quản trị website của mình. Và nếu các bạn cảm thấy video này có giá trị thì hãy bấm nút đăng ký kênh, bấm vào hình quả chuông để mỗi lần mình ra video thì các bạn sẽ là những người sớm nhất nhận được video từ mình. Và hãy xem những video tiếp theo của mình để có thêm những thông tin hữu ích nha.